Thưa quý vị và các bạn, nút thắt gây ách tắc trong công tác giải phóng mặt bằng để nâng cấp và mở rộng quốc lộ 1A, đoạn đi qua xã Quỳnh Sang, huyện Quỳnh Lưu, đến ngày hôm nay đã được tháo gỡ. Đây là một sự cố gắng rất lớn của chính quyền địa phương huyện Quỳnh Lưu trong việc vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu và tự nguyện bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Rất khó để giải phóng mặt bằng tại địa bàn xã Quỳnh Sang. Đó là khẳng định của nhiều người có trách nhiệm mấy ngày trước đây. Tuy nhiên, bằng đối thoại trực tiếp và cả những phương án xử lý hài hòa, hai ngày nay, những thắc mắc, đòi hỏi của người dân đã được chính quyền cơ sở từng bước tháo gỡ một cách thấu tình đạt lý. Các hộ dân sống hai bên quốc lộ 1A, đoạn đi qua xã Quỳnh Giang đã hiểu và đồng thuận, tự nguyện chấp hành chủ trương chung của tỉnh, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị kịp thời thi công công trình của quốc gia. Trong thời gian vừa qua thì bước đầu thì phải nói rằng là nhân dân cũng có những vấn đề là chưa thực sự đồng tình nhiều lắm. Tuy nhiên là cấp ủy chính quyền, mặt trận và cả cái đoàn thể tập trung tuyên truyền vận động, phải nói rằng rất nhiều lần đến các cái hộ dân. Từ cái điều đó thì phải nói rằng là đại đa số nhân dân phải nói đến bây giờ thì phải nói là rất đồng tình ủng hộ cái chủ trương của nhà nước về mở rộng quốc lộ 1A. Nhận định tình hình không còn phức tạp khi đã có sự đồng thuận từ chính người dân sinh sống nơi đây. Do đó, công tác bảo vệ thi công như kế hoạch ban đầu không còn phù hợp, vì tất cả đều diễn ra một cách bình thường như thế này. Không có sự cản trở, gây khó khăn của người dân. Lực lượng chức năng của huyện Quỳnh Lưu có mặt ở đây chỉ còn nhiệm vụ là giữ trật tự, đảm bảo giao thông trên tuyến. Nếu mà qua tuyến truyền vận động thì hiện nay hầu như là người dân đồng thuận và chấp hành cái chủ trương của cấp ủy chính quyền và hỗ trợ cho cái bán dự án là hoàn thành. Trong cái ngày hôm qua hôm nay thì như thế là hầu như là không có một cái trường hợp nào gây khó khăn cả trở ngại. Tuy rằng lực lượng công an chúng tôi vào đây thì để giữ cái an ninh trật tự là chính, nhưng mà bà con đều ủng hộ. Có tới hơn 200 gia đình dọc hai bên tuyến quốc lộ 1A với chiều dài 1,1 km, đoạn đi qua địa bàn xã Quỳnh Giang có đất nằm trong chỉ giới hành lang an toàn giao thông cần thu hồi, giải phóng mặt bằng. Nếu không tháo gỡ được nút thắt tại đây, việc bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông và Ủy ban Nhân dân tỉnh vào hạn chót là ngày 15 tháng 4 tới khó thực hiện được. Ách tắc tại Quỳnh Giang không chỉ làm chậm tiến độ thi công một đoạn đường, mà còn kéo theo sự chậm trễ thi công toàn tuyến. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu là phải đẩy nhanh, làm mạnh, dứt khoát, kịp thời khi đã có sự đồng thuận và hỗ trợ từ nhân dân. Trong cái đồng thuận của nhân dân thì phấn đấu của chính quyền của chúng cấp huyện và cấp xã thì sẽ có cái quyết liệt để chỉ đạo các cái đơn vị thi công để tiến hành thì giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Ở trong theo như cái cam kết của địa phương xã là trước ngày 10 tháng 4 và chỉ đạo của huyện sẽ quyết liệt là càng sớm càng tốt trước ngày 10 để bàn giao toàn bộ cái giải phóng mặt bằng của qua đoạn đường ngang này đối với lại là các đơn vị thi công. Một trong hai nút thắt gây chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Quỳnh Lưu đã được tháo gỡ. Có lẽ hơn ai hết, chính người dân sinh sống ở hai bên quốc lộ 1A là người hiểu nhất, bởi họ là đối tượng được thụ hưởng lợi ích trước tiên khi tuyến đường được mở rộng. Hơn nữa, lợi ích quốc gia, quyền lợi đất nước phải là việc được đặt lên hàng đầu. Và việc này đã được nhiều hộ dân của xã Quỳnh Giang thực hiện trên tinh thần tự nguyện. Vấn đề đáng quan tâm hiện nay chính là việc đẩy mạnh thi công. Các nhà thầu trên tuyến cần gấp rút triển khai thi công khi đã được bàn giao mặt bằng, giải phóng mặt bằng đến đâu, phải san ủi và thi công đến đó, tránh kéo dài, chậm trễ, làm dang dở toàn tuyến, tạo nên những ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế của địa phương.